Má buồn vô ông ngày này không có cái clip nó hết tờ. Ông bên đâu ta rủ ông đi làm clip. Ông đi xuống nhà vợ ông đâu? Ông đi xuống nhà vợ. Giờ giờ chơi ảnh này. Chơi gì? Chơi kiểu gì? Chơi gì? À đúng đúng. Giờ ra hút cước bò á, đổ cái nước xong ông gọi ông kia. Tạt nước, tạt đây đâu ông luôn nha. À hồng hồng cũng tên mình. À giờ chơi lại gì chứ. Đi không? Đi không xin? Đi không? Ờ đi. Đi 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 đi. Quay đây ra. Giờ đi lấy xô hút cước bò. Từ từ lấy nha. Đi. Từ từ lấy. Lấy xô ơi. Xô mượn cái xô đi sao? Rồi đi không có bà. Thiên, đi. Đây đây đây. Đi đi. Em đi đi đâu không có bà mà kiếm sẵn. Tao mà lần đi mà tôi không được ông, tao không kiếm chuyện tôi nữa. Tao cây cái ông đây tao ghim ông rồi. Ông á, bữa đang cột cá kiểu ngon. Hello các bạn. Ủa? Được không? Hút cái nào? Đúng không? 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 Đâu cứ bò đâu. Đi. Đi lên. Đi cứ bò nè. À, đi. Đi. Vô kia. Vô các bạn. Em biết này. Được chưa? Em rất tồn với nước nữa chưa? Miếng nữa. Miếng nữa trong chết rồi. Đâu đây? Đâu đây? Thêm một chút nước kia nữa. Để nó thơm thơm như thế. Dưới đây là cho ngập mặt luôn nha mày dưỡng. Ngang nước. Ha 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 ha. Ha ha ha. Cứt này, đó. Đâu đây? Đây, đây, đây. Lên nhà anh, tôi cho nước luôn, trời cho luôn nữa. Ghê không? Đẹp lắm không? Tồn chạy. Tồn lên đi. Tìm cái cây phái ai cây. Không có cây không à. Rồi ông. Khô hết đâu. Phải quay dâm. Phái lên nha các bạn. Mình sẽ phay lên nha các bạn. Mình sẽ phay lên. Tôn tao. Chứ nhà bạn bên chân. Thôi thôi. Chết nhà bạn lấy cái dục chỗ nào chứ dục chỗ thôi đi thì giấy nộp kinh thêm dưới đâu kiểu thì chết đâu chắc gạo đâu phải 10 ngày à chưa rồi hình đẹp không. Tôi xin chào các bạn, mình là Toro. Cái mà cái theo cái bao là đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Đây gom. Bên chị em đang ở dưới nhà vợ. Giờ bọn mình sẽ
tìm âm mưu và tìm cách để đặt máy quay của các góc quay xong hồ điện bên chém gọi bên chém gì nha các bạn. Giờ tìm từ mình sẽ thực hiện kế hoạch nha các bạn. Và sau sẽ leo lên trên này để cho bên chém khỏi phát hiện nha các bạn. Leo lên đẹp lẹ. Còn Tiro đây, Tiro đây là sẽ nâng số cấp đi lên cho phía sau tôn bên chém nha các bạn. Mình là mình thực hiện xong quy tắc là mình gọi bên chém với lột tôn bên chém nha các bạn. Leo lên. Cái cây, một tay nắm luôn cái cây bên kia. Rồi. Hello các bạn. Hello. Đây tao mới nhà nha các bạn. Rồi đưa cho bo, lột cho cái bo lên. Biếng má như nản như rồi. Ờ thúi anh em ơi. Đâu? Thúi quá thúi luôn. Xong rồi nha các bạn. Con bên kia đâu? Xem mọi người các bạn giờ tìm anh chị điện bên chém để bên chém về rồi tìm mình cho nha các bạn. Hello các bạn, giờ tìm anh chị điện bên chém về để tôn bên chém nha các bạn. Bên chém đang ở dưới giờ. Hello, ông ở đâu vậy? Vậy? Ông ở đâu vậy? À, ở dưới giờ tao nè, tao có những gì vậy? Làm gì chứ? À, chờ không biết giờ tao biết. Dạ. Giờ rảnh không chạy với mấy tôi mới nghĩ ý tưởng hay lắm chứ làm video này. Làm video nè. Ừ. Ý tưởng gì trời? Ý tưởng độc lắm ông chứ đây không biết à. Rẹt rẹt anh nhanh đâu không kịp. À để cỡ khoảng 10 phút nữa tới giờ. Ờ, rẹt rẹt ấy. Thôi. Hello các bạn, bên chị em lâu quá các bạn ơi. Chắc là ảnh đang dưới hơn ra. Ờ, nãy chưa nãy nhưng mà lâu quá. Núm nấp xuống dưới anh thấy ôm anh ạ. Ngồi từ đây mà sao mà thấy? Đây, đây là nhân vật viên tên vai Achitabale. Hai nhỏ kia. Ta cha ông nội. Kia. Thái sâu rồi nha. Ở con đây camera liếc này. Lâu quá lâu rồi. Nãy điện ảnh nó 10 phút nãy vô 7 8 phút rồi. Chắc anh đang dưới ạ. Tốn đi chứ đoạn thấy giờ nè. Viên đây ngâu câu ảnh này lừa ảnh anh gì anh gì không lâu quá mấy chè lâu quá mày 10 phút mà nãy giờ còn 9 phút rồi má lâu giờ ngâu đây thiệt ở đít luôn các bạn. Còn kia nó ngâu rồi, tẹo cùng cái chung bo là nó coi như nó miếng bạc luôn nha các bạn. Hết đường kêu chữa. Lâu. Chuyển sang bài bản nha. Ông chưa kìa, ông chưa kìa, ông chưa kìa.
Dạ. Mày nói đi không? Hả? Nói em nói đi, nói đi, anh nói, nói, nói. Chưa chưa, lão. Là lòng boy hả nghe. Là lòng boy hướng em. Sao sao để chào mày sao mày sao chắc hơn các bạn không. Ai biết không, không tôi với tôi vui á. Vui lắm, vui luôn. Cái gì vậy? Cái bò này. Cái xe xe. Má mày còn quay nữa. Má mày nó điên dữ rồi. Con chi của tao này. Con bê đi rửa chi cho tao. Ai gỡ bố con với tôi chơi. Ồ. 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 Chết luôn. Mặt hết lên luôn. Má mấy người đi điên dữ không? Má xong luôn. Điếu luôn luôn. Cái tập mà tròn nè, cái tập mà tròn nè. Cái tập mà tròn. Đau hơn mọi luôn. Chết luôn. Giờ mày vui không? Đi rửa chi cho tao. Anh hình đâu cào nghĩ nó thúi không anh? Mày nghĩ có bò mà không thúi mày. Má nhìn cái bò mà gơ không các bạn? 3 ngày không vô thơm lại. Mày điên dữ không? Cái thằng kia nha, cái thằng kia nghe nha. Mày đầu làng không? Mày đầu mũ hiếm thôi mà không đầu mũ hiếm một đầu luôn hả? Đồ má tao vừa đang ngó lên, đồ má tao vừa nói chạy tụi bay làm gì tên đi. Đồ má nó la một xài xuống dưới tao ngậm cái miệng lại thôi mà đồ một hạng bút bò. Ai vừa hỏi nó đâu? Nó này. Sao sao tôi lại
khi mình tôn lại trả thuốc được thấy sao? Ồ, nó vui chiều không nấu luôn má. Nó quay như này. Nó phai phai như tôm sơ rồi đắt ông rồi. Hôm bữa tôn mình không quá tao vào đó. Hơn có ông tiếc nữa kìa. Bữa ông cũng tôn mình rồi cho mình không tôn được ông. Bữa nào cũng tôn ông à. Giờ ông bánh xuống nước à. Má nó vui quá vui. Bánh xuống nước à. Bánh à. Lớn dạ đầu trầu xuống nước dơ dơ vậy. Không. Không. Vô xin lỗi mày mày. Còn mày vô xin lỗi sếp. Sếp giận rồi á. Giận gì không? Bữa ông tôn mình sao? Không, tôi cũng thành công ổn nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay, để lại một like, một share và một comment cùng với một subscribe để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Kênh mình chia á. Tạm biệt các bạn. Yeah.